Quý Bình lần đầu khoe rõ mặt Quý Tử, vui mừng hết lớn khi nghe con gọi tiếng ba ba. Sau bao tháng ngày giấu nhẹm, Quý Bình giờ đây đã chịu khoe diện mạo của Quý Tử khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Diễn viên Quý Bình là gương mặt không quá xa lạ đối với khán giả truyền hình. Anh được yêu mến bởi khả năng diễn xuất chuyên nghiệp. Tài năng của anh được lột tả qua những bộ phim ăn khách như Dù Gió Có Thổi, Độc Thân Tuổi 30. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công, Quý Bình còn gây chú ý bởi Tổ Ấm Nhỏ Đầy Hạnh Phúc, Viên Mãn Cùng Doanh Nhân Ngọc Tiên khiến bao người ngưỡng mộ. Trải qua 3 năm hôn nhân, cả hai đã có nhau một chàng quý tử kháu khỉnh tên Eric. Kể từ khi nhóc Tì chào đời cho đến nay, Quý Bình đều giấu kỹ rất diện mạo của con trai khiến công chúng vô cùng tò mò. Tuy nhiên mới đây, nam diễn viên gây bất ngờ khi đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui đùa cùng con trai trên trang cá nhân. Đây cũng chính là lần đầu tiên nam diễn viên chịu khoe rõ mặt quý tử sau khoảng thời gian dài giấu kín. Trong đoạn clip được đăng tải, có thể thấy bé Eric nay đã lớn phỏng phao. Cậu bé có vẻ ngoài vô cùng bụ bẫm, đáng yêu và cực kỳ tinh nghịch. Nhóc Tì cũng đã biết học cách đứng vững và biết làm trò chọc cười cho bố mẹ. Ngoài ra, con trai Quý Bình còn gọi được tiếng ba. Tuy câu nói chưa trọn vẹn, nhưng điều này khiến nam diễn viên không khỏi phấn khích và tan chảy. Nam diễn viên cập nhật dòng trạng thái thể hiện sự xúc động trên trang cá nhân. Sau tiếng ba lạnh lót, cả thế giới dường như động lại bởi cú chớp mắt đầy điệu nghệ của con. Yêu quá đi, ngày con tròn 14 tháng tuổi. Có thể dễ hiểu cảm xúc của Quý Bình, bởi bất kỳ người ba nào cũng vui sướng khi nghe con trai cất gọi tiếng ba. Bên dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận không ngớt lời khen ngợi diện mạo và tính cách đáng yêu, năng động của bé Eric. Nhiều người còn nhận định, nhóc Tì chính là bản sao hoàn hảo của Quý Bình khi sở hữu đôi mắt và nụ cười giống hệt người bố nổi tiếng. Quá trời cân rồi, đốn tìm ba Bình. Ôi trộm ví cân quá đi thôi, anh đứng chẩn rồi nè. Hạnh phúc lắm lắm nha, nhanh quá, mới ngày nào còn bé trên tay. Cư dân mạng không ngừng khen ngợi vẻ bụ bẫm đáng yêu của con trai Quý Bình. Trước đó, vào cuối năm 2020, diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền đã chính thức về chung nhà sau thời gian dài hẹn hò. Một thời gian sau, cặp đôi chào đón sự xuất hiện của cậu quý tử đầu lòng, bé Eric. Mặc dù có con chung, song nam diễn viên vẫn hết mực quan tâm và yêu thương con riêng của vợ. Hai bé cũng gọi chồng mới của mẹ bằng ba, vô cùng tình cảm và không hề có khoảng cách. Chính vì vậy mà nữ đại gia 7X hoàn toàn yên tâm khi để ông xã dạy dỗ cho các con. Kể từ đó cho đến nay, tổ ấm nhỏ của vợ chồng diễn viên Quý Bình luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc. Nam diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho bà xã và nhóc Tì. Anh chủ động chọn lọc các dự án nghệ thuật, không còn chạy show nhiều như trước kia.